Với tinh thần xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, những năm qua, đoàn viên thanh niên tại tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều việc làm thiết thực, góp phần vào phong trào thi đua, tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới. Theo thống kê, trong 10 năm qua, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, hàng chục ngàn thanh niên tại tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức và tham gia thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa như nạo vét trên 350 km kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất chống hạn, trồng hơn 200.000 cây xanh, xử lý gần 1.000 tấn rác thải. Những đóng góp của thanh niên các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã góp phần không nhỏ giúp các địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã có 61 trên 152 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.